Thưa quý vị, vừa qua Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án này cũng là dự án thành phần quan trọng trong đề án thành phố thông minh nằm trong chương trình chuyển đổi số của Đà Nẵng và là một trong những kết quả tích cực về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố năm 2023. Từ năm 2017, Đà Nẵng đã lắp đặt trên 34.000 camera từ kinh phí ngân sách và xã hội hóa, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo dõi, giám sát, năng lực chỉ huy, điều hành công tác đảm bảo an ninh phòng chống tội phạm, điều hòa, hướng dẫn trật tự giao thông, trật tự đô thị, kịp thời phát hiện xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Các hẻm kiệt đều lắp đặt hệ thống camera an ninh của tổ dân phố. Qua đó thì cũng phục vụ cho công tác điều tra tội phạm của công an phường, giúp cho công an phường cũng điều tra được nhiều vụ trộm cắp hay là những vụ mất trộm xe máy, hỗ trợ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong khu phố để đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay, hệ thống quản lý giám sát an ninh trật tự an toàn giao thông của Đà Nẵng mặc dù đa dạng nhưng các hệ thống hoạt động độc lập, thiếu đồng bộ, cơ sở vật chất còn lạc hậu và thiếu ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ dịch vụ tiện ích thông minh trong phân tích, chia sẻ dữ liệu. Trong khi đó, dân số và phương tiện ngày một gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mạng lưới giao thông đô thị Đà Nẵng có tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ tại một số vị trí, đặc biệt vào giờ cao điểm. Do đó, vừa qua, thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống giám sát điều hành giao thông thông minh với tổng mức đầu tư hơn 404 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2026. Việc nâng cấp hệ thống camera an ninh cũng là vấn đề được cử tri rất quan tâm, bày tỏ nhiều tâm tư tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 5 mới đây. Đề nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo các cấp ngành ra soát lại hệ thống camera an ninh này, có chủ trương nâng cấp sửa chữa để phát huy và phục vụ tốt mục đích đã đặt ra, tránh lãng phí nguồn lực để lắp đặt hệ thống camera trong dân này. Hiện nay công an thành phố cũng đang tích cực triển khai thực hiện dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp với hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh giai đoạn 1. Việc triển khai hệ thống camera rộng khắp trên địa bàn thành phố với các camera được trang bị các tính năng thông minh như là nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và cảnh báo tự động. Dự án đầu tư hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả về an ninh trật tự, an toàn giao thông, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành thành phố, phù hợp với xu thế quản trị thông minh, đáp ứng kỳ vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống ở Việt Nam.